Ken Hà Nội đông người. Của nhà mình đéo đâu mà phải cẩn thận thế. Mình nghĩ của nhà hàng xóm cũng như là của nhà mình ý chứ. Mà nó phải có tâm. Hàng Nam em. Có tâm cho có tầm chứ. Tâm, có tầm. Phải đi làm. Đi làm hộ.